tiểu sử sự nghiệp và đời tư ca sĩ Trịnh Trần Phương Tuấn. Thời gian gần đây, các bài hát trong giới underground được dịp bùng nổ, có sức lan tỏa rộng rãi đến rất nhiều người nghe nhạc. Đứng đầu trong danh sách các ca sĩ được yêu thích phải kể đến gương mặt như là Denvo, Phương Ly, B-Ray và một hiện tượng âm nhạc mới trẻ với tài năng không hề kém cạnh ca sĩ đàn anh đàn chị, đó chính là Jack. Jack là một chàng trai miền Tây chân chất mang trong mình tình yêu cháy bỏng với dòng nhạc rap. Anh cũng là chủ nhân hit Hồng Nhan. Jack có tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn. Anh đã thể hiện khả năng hát bất chấp mọi thể loại với lối kết hợp giữa rap và hát chính một cách hài hòa, mộc mạc nhưng dễ thấm vào lòng người. Anh sinh ra và lớn lên tại Bến Tre. Jack hoạt động trong nhóm nhạc hip hop G5R, nhóm nhạc được ưa chuộng trên website. Khi nổi lên với bản hit Hồng Nhan, Jack được kênh truyền hình phỏng vấn và khai thác thông tin. Tuy nhiên anh chàng này khá kín tiếng, đây cũng là điểm thu hút và tò mò với nhiều người hâm mộ ca sĩ. Trước khi được biết đến với bài Hồng Nhan, Jack đã thể hiện vài ca khúc như là Giai điệu miền Tây với lời ca dí dỏm, giả giọng người say qua cách xử lý thông minh khiến người nghe cũng cảm thấy có sự mới lạ. Tiếp đó là bài hát lấy đi không ít trái tim của các thiếu nữ với chất hát và rap đầy ngọt ngào trong bài Về Bên Anh. Tuy đưa ra được các bản nhạc dễ nghe, dễ chạm vào lòng người, nhưng vẫn chưa thực sự tạo dấu ấn rõ rệt khiến ai nấy cũng phải nhớ đến tên tuổi Jack. Tiếng tăm của anh bạn trẻ lúc bấy giờ chỉ bó hẹp trong phạm vi underground. Khi ra mắt ca khúc Hồng Nhan vào tháng 2 năm 2019, ngay lập tức công chúng bị thu hút bởi ca từ và giai điệu bắt tai. Đây được xem là cú bứt phá ngoạn mục đưa tên tuổi của Jack trở nên hot hơn bao giờ hết. Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, ca khúc tăng vọt lên hạng 2, đe dọa xoán ngôi của đúng người đúng thời điểm. Bài hát sở hữu 13 triệu lượt nghe trên một trang nhạc trực tuyến lớn với 10 triệu lượt xem MV trên YouTube sau một tuần phát hành. Được biết đây là thành công ngoài mong đợi với Jack. Tuy nhiên, kết quả này không có điều gì là bất thường khi ai nấy cũng công nhận rằng với sự mộc mạc, giản đơn, cách luyến láy, nhấn nhá, có kỹ thuật thì việc được đón nhận điều này là điều không quá khó hiểu. Bài hát ra đúng thời điểm các bạn trẻ lên đường đi thực hiện sứ mệnh nghĩa vụ quân sự nên dễ chạm vào lòng người và tạo ra sức lan tỏa rất lớn. Nhưng bên cạnh lời khen thì cũng có khá nhiều ý kiến đánh giá cho rằng cách hát của Jack khá giống với nam ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh và chàng rapper Denvo. Nam ca sĩ trả lời rằng, nếu được so sánh với anh Quỳnh, tôi rất vui. Về phần rap, tôi viết từ tâm hồn, cảm xúc thế nào tôi viết ra vậy để thỏa mãn niềm đam mê. Jack nói thêm, mình viết nhạc hoàn toàn dựa theo bản năng, dựa theo cảm xúc để sáng tác. Cũng chính vì các ca từ mộc mạc của mình mà ca sĩ sinh năm 1997 đã chiếm lấy tình yêu và sự ủng hộ của đông đảo người nghe, đồng thời khẳng định tên tuổi của mình trong sân chơi giải trí lớn đầy cạnh tranh này. Fan club của Jack là gì? Fan club của Jack có tên là Đóm. Theo như một thành viên trong fan club chia sẻ, vì sao có cái tên này là vì Jack đã từng nói con đom đóm sẽ phát sáng theo ý của mình, dù không phải là một ngôi sao và Jack trong thị trường âm nhạc Việt Nam cũng giống như vậy. Jack cũng muốn mỗi một thành viên là một con đom đóm đi cùng Jack. Tại sao nhiều người lại gọi Jack là Meo Meo? Đó là vì trước đây khi còn hợp tác với KICM, KICM thường gọi Jack là Meo Meo nên fan thấy dễ thương và thường gọi theo như vậy. Những scandal của Jack sau loạt thành công âm nhạc. Trong những ngày vừa qua khi cơn sốt MV Sóng Gió vẫn còn đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội thì Sóng Gió đã thực sự ập đến khi Jack bị tố chảnh chọe. Cụ thể là quản lý ca sĩ Quân AP cho biết Jack đã đưa ra yêu cầu không muốn xuất hiện trong chương trình Giọng Ai Giọng Ai với Quân AP và đồng thời yêu cầu đổi khách mời vào phút chót.
đặc biệt yêu cầu xóa clip ghi hình của người bí ẩn trước đó. Dù được khán giả yêu thích qua hồng nhan, bạc phận, sóng gió, nhưng thái độ sao hạng A quá sớm của chàng ca sĩ mới nổi đã khiến dư luận bức xúc. Tuy nhiên, sau đó ban tổ chức Người Bí Ẩn đã chính thức lên tiếng xác nhận video bị gỡ vì lý do kỹ thuật. Chưa dừng lại ở đó, một fanpage của cộng đồng rap Việt đã bất ngờ đăng tải bài viết bóc phốt về một nghệ sĩ trẻ đi lên nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng page lớn nhỏ. Dù không chỉ đích danh là ai, nhưng đa số đều ngầm đoán ra người bị tố ăn cháo đá bát đó chính là Jack. Từ những bằng chứng như là Jack bị ốm và thông báo không dùng Facebook, nam ca sĩ đã xóa số điện thoại quản lý khỏi trang cá nhân. Còn phần KICM và mẹ nuôi của anh cũng không còn nhắc đến Jack trong những bài đăng của mình. Xưa hết, fan club của Jack lên tiếng tố công ty của Jack bóc lột sức lao động của anh. Thực hư câu chuyện chưa được làm rõ, nhưng đang trong lúc ồn ào thì phía KICM tung bài hát Hoa Vô Sắc. Họ nghi ngờ chưa có lời giải thì tối ngày 23 tháng 12 năm 2019, Jack viết một bài lên Facebook nói ca khúc Hoa Vô Sắc chỉ là bản demo chưa hoàn thiện. Từ lời chia sẻ này khiến cho suy luận về thời gian qua giữa Jack và công ty ICM đang gặp nhiều mâu thuẫn trong tương lai. Sau những ồn ào, cuối cùng Jack cũng ra khỏi công ty. Tuy nhiên, vụ việc giữa cả hai vẫn khiến công chúng và fan hâm mộ tranh cãi qua lại. Jack đổi nghệ danh là G97 và lập kênh YouTube cùng tên. Chuyện tình yêu và đời tư của Jack. Sau khi nổi lên như một hiện tượng trong làng âm nhạc Việt, không bao lâu sau khi nổi tiếng, Jack dính phải tin đồn đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của mình. Dẫu anh biết trước danh tiếng sẽ đi đôi với tai tiếng, nhưng không ngờ sự việc lại đến quá nhanh như vậy. Cụ thể, trên một diễn đàn bàn tán về chuyện showbiz, có một nickname nhắc đến Jack từng lừa tình cùng lúc nhiều cô gái và phải đi phá thai. Tuy nhiên, sau khi tin đồn lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, Jack lên tiếng phủ nhận và xác minh tin đồn. Hiện tại, Jack tập trung vào sự nghiệp ca hát của mình, chuyện tình cảm, yêu đương của Jack chưa nghĩ đến.